Hi, mình xin chào tất cả bà con và mọi người đã ghé cái kênh YouTube của mình xem những cái con bò của mình. Mình có up trên kênh YouTube với bà con. Đó. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về con bò của kem của mình. Từ lúc bắt về tới bây giờ là tròn 7 tháng. Đó. Thì ai đã xem những cái video trước mình có up lên mới mua về 4 ngày bà con. Đó, mình có up lên cái kênh. Đó, thì tới bây giờ là mình nuôi tròn cũng 7 tháng. Đó. Thì nếu mà bà con nào chưa có xem được cái video mà con bò lúc mà mới mua về á 35 triệu á. Đó, thì mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả nha. Đó, bà con xem rồi bà con xem lại cái video này và bà con xem đánh giá cái trong 7 tháng nuôi con bò của mình nó có đạt hiệu quả hay không, nó có nhanh lớn hay không nha. Đó. Thì mình sẽ nói một chút vài điều về cái kênh YouTube của mình đó bà con. Đó. Con nào yêu quý mến mình thấy mình chia sẻ hữu ích hay không hữu ích á thì bà con cứ comment, ngay quý mến mình á thì hãy giúp mình một cái lượt đăng ký kênh và một lượt share, một lượt like nha bà con. Đó. Cảm ơn bà con rất là nhiều luôn. Rồi thì không nói lòng vòng nữa, mình sẽ quay chi tiết cái con bò này. Đó. Trong 7 tháng nuôi vừa qua đó là nó lớn bao nhiêu. Đó. Bà con nào có theo dõi nhiều đó thì về thì cũng sẽ biết cái con bò này như thế nào nha. Đúng không? Đó. Rồi để mình xây camera lại quay chi tiết hơn nha bà con. Thì đây là cái phần đầu nha bà con. Đó. Con này thì nó ăn rất là dữ luôn. Nó ăn cỏ, mấy con bò này là nó ăn còn nhiều lắm. Rồi nó nằm. Xong rồi con này là nó ăn chừng nào mà hết luôn á. Mình còn phải kéo cỏ mấy con này qua cho nó ăn, nó mới chịu nằm đó bà con. Là sáng nó ăn cháo với pha nước đó bà con. Với cám nhuyễn. Đó. Là nó ăn phình luôn mà nó ăn cỏ rất là kinh. Con này là chưa gớt răng nha bà con, răng nó như hột bắp vậy. Nhưng mà bà con thấy không, cổ dài nở đít cũng nở luôn. Con này thì mình đánh cũng 200 mấy thịt đó bà con, 230, 240. Thì bà con nào thấy mình đánh sai hay là thiếu gì đó thì bà con cứ comment góp ý kiến giúp mình nha. Mình cũng mới nuôi bò năm 2 rồi bà con. Đó thì có gì thiếu sót thì mong bà con và mọi người bỏ qua cho mình nha. Đó. Rồi, mình sẽ quay cái phần lưng. Đây. Con này nó hung lắm bà con. Mình cột được 3-4 cọng dây mà nó làm đứt hết mấy cọng rồi đó. Rồi còn cọng khớp mỏ với cọng già mà bữa mình có cột cổ nữa mà nó làm đứt luôn, mình tháo ra quá trời nó hung. Rồi mình sẽ quay cái phần giữa bụng. Con nhà mọi người xem góp ý giúp mình nha. Mình nuôi nay là tròn 7 tháng rồi bà con. Này ăn thai vô nữa rồi. Chút mình sẽ hốt cỏ này vô. Đây là phần mông đó nè bà con.
mông tốt không? Con này mình khoái với cái mông với cái dài nữa, quá trời nở luôn mà con. Xương nó thì cũng rất là to luôn nha mọi con. Đây là sáng mình cho ăn rồi, tắm rửa xong rồi mới cho ăn cỏ. Cỏ chắc là tầm tới trưa trưa chút là nó ngủ tới 1:30-2 giờ bắt đầu nó dậy, nó ăn thêm chập nữa là tới cửa chiều luôn rồi con, nằm tới chiều. Tới chiều xong nó ăn thêm một cử cháo nữa, cứ ngày hai cử. Trước bà con nào có xem cái clip mà mới bắt về với xem được clip này thì để lại một comment giúp mình nha, để mình có động lực nuôi thêm những cái con như vậy nữa. Thì mình nuôi trong 7 tháng rồi mình cũng sợ là nó không có phát triển nhiều á bà con. Đó, bà con xem đánh giá giúp mình nha. Đó, hôm nay mình chỉ quay chi tiết cái con này thôi. Rồi clip sau mình sẽ quay những cái con kia. Đó, mình sẽ tính cái số tháng. Số tháng mình nuôi. Đó, bà coi nó được bao nhiêu tháng rồi mà rồi nó đạt trọng lượng như thế nào nha bà con. Đó. Thì mình cũng đánh sơ sơ à, còn tới bán thì mình cũng dọ lái kêu bác mình qua đánh nha bà con. Móng nè bà con, móng này hết sức nó dài luôn. Mấy con này thường thường là móng nó dài, nó quéo lên luôn, nó cong lên đó bà con. Còn mấy con bình thường là nó không có cong vậy nha. Đây mình gom cái cỏ này lên để chiều bỏ uổng lắm. Đây mình cũng mới vào chuồng đó mà con, rất là sạch. Đây. 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 Nó bà con thấy rõ không? Con này là nó cũng đầy lắm, đầy rồi. Nói chung bò thường thường là rớt răng nữa, rớt một hai đôi răng nữa là người ta mới bán. Nhưng mà theo mình á, cũng lên nhiều cái hội á bà con. Là nhiều cô chú, anh chị là nuôi bò rất là kinh. Nuôi bò chỉ là đủ thịt là bán chứ không cần mà rớt răng hay là chưa thay răng gì nghe bà con. Cứ đủ thịt là bán, đủ thịt là bán. Mà mấy anh chị cô chú đến nuôi rất là dữ. Nhìn con bò nào cũng nấy như con khủng long vậy bà con. Trên những cái hội, có cái hội chăn nuôi bò thịt đó, của anh Phan Lâm Pha đó bà con. Ảnh cũng có một cái kênh YouTube. Đó, ta là bò giống BLB á bà con, B phở á, BLB, bò giống BLB đó. Cái kênh đó thì ảnh có chia sẻ một số về điều trị cho bò á bà con, khớp hay là ký sinh trùng đường máu đâu đó. Đó, bà con nào có cần thì cứ lên cái kênh đó xem nha, ảnh có chia sẻ đầy đủ trên đó. Đó. Với chuồng, kích thước chuồng và kích thước chuồng rồi khung chuồng nữa đó. Đó, bà con nào có ý định chăn nuôi thì có thể lên cái kênh đó tham khảo nha bà con. Bên hông
bên tay trái của mình nè. Con này nó ăn rất là phàm luôn. Cổ này chắc còn lên nữa bà con. Đó. Bà con nào gành thì góp ý bình luận cho mình nha. Chứ mình thấy cái cổ này cũng còn hơi nhỏ. Mà bà con thấy cái không? Hai cái dây trước nữa không? Nó bè ra luôn á. Nó bè ra. Mình nhìn hết sức lực. Mình rất là thích những cái con bò như vậy. Nhìn con bò nó quá lực. Nuôi con bò vậy nó nhìn bà con nhìn nó mới ghiền. Bà con mới ham nuôi. Quá trời cái dây luôn. Cỏ này thì mình trồng dưới ruộng đó bà con. Có dôi thì mình chưa có cắt. Rồi, thì video của mình cũng xin tạm ngưng tại đây nha. Bà con và mọi người nào yêu quý mến mình thì hãy cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Thì giúp cái kênh mình được phát triển, giúp mình có động lực ra nhiều những video hay hơn nha bà con. Bà con nào cần mình làm những video nào thì hãy comment ở dưới, mình sẽ làm theo yêu cầu của bà con nha. Rồi, bye bye bà con.